chị ha, ơ chị ha. Ơ ơ chị khua, chị khua, chị khua nhá, chị khua nhá. Chị khua, dạo dạo luôn đi xuống luôn đi tạo tàu là. Nhá, chị khua. Dạo cũng tin lao ba. Nhê. Chị khua à. Nhá. Chị khua, chị khua. Em cứ tưởng anh chưa về, anh đang ở trên điểm trường chứ. À, đi đâu Tùa? Đi đâu đây? Đi lấy. Thế là nghỉ học thật à? Ừ. À, mà mù. Từ đi nha. À. Thanh niên này được đi học ở Thái Nguyên chắc là không theo được hay sao ấy, lạnh vì nghỉ về nhà mất. Đi học ở Thái Nguyên. Ờ, đi học Thái Nguyên được một tuần hay sao rồi, xong bị thủy đậu ấy. À, thủy đậu là bố mẹ sợ làm sao không ai chăm sóc nên là bỏ về đó, cho về. Về đâu để ở một hai tuần nó khỏi mà. Uống thuốc vào cũng là. Ra gió. Ra gió này, đừng chạm vào nước lạnh này. Là một hai tuần nữa. Trước anh đi học mấy xúc ở dưới Vĩnh Phúc, anh cũng bị một lần ở đấy, anh cũng về. Thanh niên này được một suất đi học ở Thái Nguyên sướng đấy, còn gì, còn về cơ. Ở đây lại có mấy người cũng đi học ở Thái Nguyên, vừa đi học và vừa đi học nghề cái gì đấy. Nghề sửa điện thoại hay là sửa xe máy. Sau này lớn này tầm tuổi anh em mình sẽ là hối hận đấy. À một cháu, hao đâu mà. Bây giờ là chưa suy nghĩ được đâu, lúc nào mà tầm à, tuổi anh em mình rồi. Chị tuồng mà trời. Thế mù. Chê hỏng một tay mất thao. Mù hỏng mất tay hỏng. Chê cháu ấy. Ông chê chê hỏng hả? Mù chê chê hỏng hả? Mù chê chê cháu Trọng xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại ở Kinh Thần Đan Mạch. Cháu Trọng xin chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ. Thì hôm nay thì sau rất là nhiều ý kiến đóng góp của các bác là các cháu đến quay nhà của A Chứ, thì tiến độ chuồng trại của nhà A Chứ cho các bác cùng xem với. Hiện tại thì nhà anh Chứ và anh Tùa ấy thì là chuồng trại thì cũng đã là xây xong, gần xong phần thô rồi. Bây giờ thì là chỉ còn mỗi dựng cột lên cũng như là kéo xà nữa là được cho các bác nhá. Hôm nay thì là song song với cái công việc làm chuồng trại thì là nhà anh Chứ là có dự định là làm thêm cả nhà bếp nữa. Làm xong nhà bếp thì là mới có thể yên tâm đi làm được. Không bao giờ được chỉ là đàn điện sát thùng ra mà. Nếu bẻ đi à. Anh chào chị nhé. Vâng, chào em. Anh chào, chào các ông. Chia rồi hả? Anh để chặt hết tạm bảo được khô nè. Đây chứ là hả? Đây cùng sao? Ừ. À. Cái thằng làm mà sao lại tên nó? Làm mù phát quang á. Thấy cái gì? Ở làm nhà đó. Ừ. Ừ. Để táo phụ khao. À, quốc pha vẫn chưa hết đâu mà nhỉ? Chưa, bởi vì hình mất đổ thì phải gỡ chóng ở dưới trước ấy. Mới gỡ được quốc pha ra nên là cứ thôi để mà gỡ sau. Để chứ. Để cho nó cứng hẳn đi. Vội vàng làm gì? Làm xong nhà bếp rồi. Nhà bếp là xây kè lên hoặc là xây lên không hay là có phần đổ cột không anh? Không, xây kè lên xong là xây gạch lên à. Xây móng đá lên xong xây gạch lên. Thế thì cũng nhanh thôi, cũng nhanh cho hai anh em đi làm. Thưa
có thì mình được khâu rồi à? Chế khâu nữa ta này mới chỉ là để lọc bút của mình một gì, là để mình thoát khâu đi rồi. Giờ nấu cá là nấu ngoài trời hay sao anh? Đã. Mưa làm nào? Mưa thì không nấu thôi. Mưa mới nấu thôi. Mưa cho bò với lợn nhịn thôi. Cho bò thì... Mưa thì không phải nấu. Hôm qua anh về không, anh không gặp đúng không? Dạ. Hôm qua anh về anh không gặp đúng không? Không. Anh mà đi thêm tí nữa là anh gặp đấy. Đi vào đâu? Đi chỗ anh. Qua nhà em đi đi. Không, qua chỗ nhà anh Lùng trưởng thôn kéo hẻm đi sang bên kia một tí ấy. À, là gặp. Qua làm đấy. Không, à, hôm qua làm ở đấy. Anh đi là anh gặp ngay đấy. Không, anh đến đấy là anh đi lên rồi mà. À, mày đấy. Lên lên kéo hẻm mà. À. Lên lên cũng bay, cũng quay xuống mà. Anh đấy hơi anh đi lên là anh gặp luôn đấy. Không, không. Làm ở đoạn đó. Đoạn chỗ có cây có nhiều gốc cây xấu ấy. Cây xấu một dài một hàng hàng dài cây xấu nhìn thấy suối đấy. Ở chỗ nguồn nước nguồn suối ra đây, đấy. À, qua nhà Lương Lùng sang một đối diện nhà anh Hoàng luôn. Đối diện cái xưởng đá đó đúng không? Đúng rồi anh ạ. À. Hôm qua đấy nhìn nhiều. Không ạ, em đi qua đấy à? Không, hôm qua em tối về em mới thấy bật Facebook thì em mới thấy họ đăng ấy. À. Là mới biết. Anh về đấy anh dễ lên rồi anh không đi vào mọi người đâu. À. Em nghi rồi hôm qua về sáng hôm qua về là gặp rồi. Sao nhìn đó sao? Tẩn đi lo sao? Mày đi lo. Lo chỗ này là mang đủ đây là để làm nền nền nữa đúng không? Cái này đủ đây mấy em mình sang ra làm nền sắp Tết rồi mình tự bảo vệ mình thôi. Tết rồi phải từ từ thôi. Ừ. Nó sẽ có tâm thì tỷ tờ A là tỷ chi A là đó là cái phụ A rồi tỷ cái này mà tỷ hay là tỷ cơ nha đây tỷ cái này chứ ơi ơi tỷ 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 tỷ
Anh chứ nhỉ? Nếu mà nhà mới làm mà nhà gỗ thì mình không muốn con mọt nó ăn, thì mình quét cái nhất thải khi vào là có ổn định không? Nhất thải cái vào nó vẫn mòn. Trên cái nhà bên này cũng quét nhất thải vào vẫn mòn. Vẫn mòn à? Vâng. Có nhiều người đã bảo là ngâm với nước ruộng nó có mùi chua ấy. Vâng. Mòn nhưng mà anh thấy là vẫn mòn. Kiểu nó sẽ hạn chế phần nào thôi đúng không? Đúng, có anh đi làm thì anh thấy người ta luộc. Người ta lại luộc, người ta bảo là luộc thì nó không mòn. Anh ấy hỏi sao lại luộc, người ta bảo là mình ngâm ấy thì cái chất nhựa mà thơm của nó chỉ rau ở trong thôi. Đấy nên sau này nó ăn. Còn mình luộc cái này thì nó tẩy cái chất nhựa có mòn nó ăn ở trong, nó tẩy lên rồi đấy. Nó dập ra ngoài hết rồi đúng không? Đấy thì nó sẽ không ăn nữa, kiểu cái cây đấy nhặt thôi, không còn mình ngọt nữa. Em đang làm nhà nó xính ngọc thì em ấy cũng xong nhà bếp rồi. Em dự tính là đi mua khoảng 10 lít nhất thải về bôi cho em ấy bớt được phần nào. Không thì nhà cây sang mục thì được bao nhiêu năm? 2 năm, 3 năm không giữ, không giữ gìn không kỹ nó còn mọt hết rồi. Cây sang mục kia nó có cân bằng với cây mà người ta hay lấy quả, cái cây gì nhỉ? Cây chẩu đúng không? Mọt nó thích hơn. Cái đấy nó còn nó mọt, cái đấy mà để đun củi nhưng vào thì cái đấy còn không mòn. Cố thì lúc nào cũng phải mòn làm lại. Quan trọng là lúc mà mình còn mới đang làm xong rồi thì muốn nó kéo dài nó hơn tí thì bôi tí dầu vào đúng không? Cho tí dầu vào nhất thải. Nhưng mà cây đấy hình như ngâm hay sao mà? Không, cây của nhà xính không ngâm đâu, của nhà anh già mới ngâm đấy. Của nhà xính là chặt về phát 2-3 tháng là làm luôn rồi. Làm xong nhà là cũng chuẩn bị dùng rình làm bếp rồi. Nhớ nó không gắn đất xoan lắm hả nhỉ? Nó xoan bó bé hả? Làm thì biết bao giờ làm. Cái lọc nước này anh mua 5 triệu anh? Dạ. Cây lồng nước này này. Mấy lồng nước á? Đúng rồi. Cây lồng nước trước mà có bắt để cho ông nữa. Anh biết là giá trước em đi mua cây lồng nước thời xưa về các bác nó nói em cái cây đấy nhất phải 4-5 triệu nhỉ? 4-5 triệu. To nhiều gì mấy đứa nhỏ nó cũng hay uống nước lá đấy. Là có mấy lọc thì nó uống không phải sợ nữa, bây giờ chỉ sợ là đá vôi thôi. Cẩn thận. Chị Khua. Ơ chị hả? Chị Khua nhá, chị Khua nhá. Chị Khua, dạo luôn đi, xuống luôn đi, tạo tàu lắm. Nhá, chị Khua. Dạo cũng tiền lao ba. Nhê. Chị Khua à? Nhá. Chị Khua.
Về gói nhân bánh chưng. Có nhiều người đi làm thì giữ được tiền thì về mới có, người không làm giữ được tiền thì nó hết. Để anh không xây, anh cũng đã tí vào để nuôi xe. Thực là cứ cho ván vào thế thôi. Đấy, cho ván vào nhưng mà không được đâu. Phía bên trên thì không phải xây ấy. Thì xây nó vào thì xây nó không ăn được ấy. Nên anh tính là phía trên này hàng sát, hàng dọc kiểu như lăng căng á. Thì mán nó nằm ở ngoài nó ăn được. Không, mán nó nằm ở trong cứ... Dê, lúc có dây con nó để có dây con nó cứ tỉa rồi đái vào cỏ nó ăn luôn. Xác định nuôi dê thì phải để xong là làm hàng làm hãng bỏ đầu ra ăn. Vâng, thế biết rồi. Dê nó phải vậy, nếu mà dê thì nó phải thông thoáng một tí, nó không được bẩn như bò ấy. Chỗ này nuôi dê là hợp lý rồi. Các bạn là vật nuôi cái gì cũng nên có một hai con ở nhà. Nông thôn thì không thể nào không bỏ được. Nhưng phải nuôi được, nó phải sinh sản được nhiều thôi. Còn nuôi vài năm nó không thế thì mệt đấy. Anh nên tìm giống dê lai đi. Giống dê lai á? Dê lai, dê to ấy. Dê to anh cũng đã hỏi trên Tùng Văn. Đã hỏi xem ai có dê to loại tầm 4-50 cân không? Dê nó to to một tí, giống nó to một tí. Trước em đi mua cho chính lửa, mua đúng cái con dê không sừng ấy. Không sừng á? Dê không có sừng. Là dê lai đấy, là con đấy to như một con 50 cân thôi ấy. 50, 60, 70 cân đó. Đấy, là to lắm. Mua con mẹ luôn, nhưng mà nó để được một lứa xong, đứa sau cảm giác nó phối nó không có nữa rồi. Thì nó không có gì, tín hiệu gì hết thì lại bán đi, xong là chỉ nuôi hai con thôi. Nếu mà tính ra về bán để lấy thịt thì con kia được. Dê chỉ lấy thịt thôi chứ. Phân thì ăn bao nhiêu lắm đúng không? Bán để lấy thịt thôi. Sao lại bỏ anh tủ rồi là ở khoang nào đấy? Khoang nào cũng được hả? Ba khoang này. Để khoan nào cũng được. Chung là cũng là hai khoan này thôi. Hai khoan này để nuôi bò. Nuôi bò là chính rồi, còn hai cái khoan này khi nào
có con bò được nào rồi thì mới chuyển ra đây thôi. Không cho nuôi lợn nuôi hoặc là dê. Dự tính sẵn là không xây nữa, xong là để làm khung sắt thôi. Khung sắt thì phải phun sơn đàng hoàng đấy, không là sợ một thời gian nó mình cho nó ăn cám, giữ nước nó dính vào nó lại dỉ hết. Phun sơn vào một thời gian nó không dỉ. Nó thò đi đầu đi về, nó cũng mò lên trên mò... kia được chứ. Dỉ đi phải thôi. Ăn được phải là tàu ăn đi. Bếp của anh làm hai gian à? Một đấy. Một gian là gian thôi. Không dùng máy đâu. Làm này... đến cái chuồng này không? Đến cái chuồng. Nó ăn lấy gốc này. Đây gốc, gốc của nhà bếp nó nằm ở đây. Em lại cứ tưởng anh phải ăn hết vào đây chứ. Ăn vào đấy thì... nó lại không... bên này bé. Nó lại không theo chiều nhà nữa rồi. Nó lại hơi nghiêng nghiêng. Làm mà nó ăn hết rồi đấy thì làm kiểu cái thành tam giác thôi. Ờ, đấy. Không làm cho anh vướng rồi. Em chỉ làm đến đây thôi. Đây đi đến. Chiều đây xuống. Chiều này là 5 mét. Chiều này 4 mét. 4 năm 20. 20 mét vuông thôi. Nhà bếp tầm này rồi. Chỉ là dự trữ nông sản thôi. Con ngan kia cho run quen nó cứ về cái tìm. Không đi dưới nước ở đây. Cái đào đây nó cứ ở đây. Đây này, gặp người nó không biết sợ. Đợi đấy mua cho con ngan cũng mua con to thôi, mua con bé. Toàn to hết. Loại nuôi khoảng 2 tháng hay 1 tháng rưỡi nữa chăm sóc tốt là được ăn rồi. Em mua ở nhà dân ấy, bớt đi bớt về vẫn được thôi, không phải là cứ đến là có đâu. Người ta không bán ấy. Tại vì cụ ấy ở một mình nữa, sợ cụ không đi, cụ không cho thức ăn ngon cho mình ấy. Sợ nó không lớn nữa. Nên là mua ăn to tí, cụ nuôi 1-2 tháng cụ được ăn rồi. Ăn bọc trâu rồi. Ăn bọc trâu rồi. Trâu rồi. Trâu rồi. Trâu rồi. Trâu con về con bảo là chả biết ai lấy rồi, con không được. À. Chả biết ai lấy. Thế mẹ không đi à? Mẹ nó không đi à? Mẹ đào đấy. Quả mình không lên tay mình đấy mà lại lấy rồi. Không, như ở đường làm học các thầy cô nó chia cho từng người, với lại nó kiểu không có phụ huynh ở đấy, nó cũng cấp hộ mà. À. Chắc là cô giáo cô được sao á. Thế là có thể đào xuống làm móng đàng hoàng chứ anh? Có, xây móng rồi. Xây móng đá. Xây móng đá kẹt bên kia. Vòng bên này, đây cho đây. Xây một chữ U. Chữ U là phải xây lên. Không đổ dầm đâu. Dầm móng không đổ đâu.
rất mềm, rất nó là công trình phụ thôi. Thì thời lượng của video cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Trọng cũng tạm dừng video tại đây thôi các bác nhé. Hiện tại thì nhà anh Chứ thì đang là khẩn trương là làm nhà bếp cũng như là đổ cột chuồng trại nữa là xong rồi. Và nhà bếp của A Chứ thì làm thì là đổ móng và kè, cho nên là không cần phải đổ răng nhé. Tại vì là không chỉ phụ ấy, thì các bác cứ yên tâm để anh Chứ làm việc các bác nhé.